Hello anh em, đây là góc hỏi đáp số thứ 28 rồi. Và ngày hôm nay hãy cùng mình đến với những câu hỏi rất là thú vị ở trong chương trình này nhé. Bắt đầu thôi. Và câu hỏi đầu tiên ở góc hỏi đáp số thứ 28 đến từ một bạn có một cái tên rất là hay. Bạn tên là bạn Hoàng Nhà Quê. Bạn hỏi mình như sau, là em chào anh. Anh ơi, tầm giá 6 triệu thì em nên mua iPhone 6 hay là mua một chiếc iPad mini 2 ạ? Nhu cầu của em là học tập, giải trí, mạng xã hội, xem video dạo ở trên YouTube. Em đang phân vân vì là iPhone 6 nhỏ gọn tiện lợi hơn, nhưng màn hình để tra bài hay xem bài giảng trên YouTube thì không thoải mái vì hơi bé. Còn chiếc iPad mini 2 thì nhiều lúc hơi bất tiện khi mang đi học. Anh cho em lên sóng với và em cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn câu hỏi từ phía bạn Hoàng Nhà Quê. Nhà Quê mà mua iPhone 6 bây giờ là khủng đấy. Anh hỏi mình là iPhone 6 và iPad mini 2. Hai chiếc máy này thì về cấu hình mình cho rằng nó khá là tương đồng với nhau. iPad thì nó chỉ dùng con chip là A7 thôi, nhưng mà hiệu năng của nó cũng không chênh lệch quá là nhiều vì cùng có 1GB RAM. Còn iPhone 6 thì hẳn mọi người cũng đã rõ, nó mới thực sự là một sản phẩm đáng mua vào cái thời điểm này. Với iPhone 6 thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó là một chiếc máy để nghe gọi bình thường. Còn iPad mini 2 chắc chắn cái điều này là điều không thể. Không ai có thể cầm được một chiếc iPad lên để nghe gọi cả. À, iPad chỉ có thể gọi được FaceTime và iMessage thôi bạn ạ, nhắn tin iMessage được. Còn cái việc mà bạn đã cân nhắc giữa một chiếc iPad và một chiếc iPhone thì mình cũng phải nói luôn, nhu cầu của bạn là cần giải trí này, cần học hành và cũng như là cần xem rất nhiều bài giảng ở trên YouTube thì mình nghĩ rằng chiếc iPad mini 2 nó sẽ phù hợp hơn. Vì đương nhiên chúng ta nên ưu tiên cái việc học trước khi là việc chơi. Vậy nên lời khuyên của mình là nếu bạn quan tâm nhiều hơn tới cái việc học hành, việc trải nghiệm thì nên mua iPad mini 2. Còn iPhone 6 thì nó vẫn phù hợp hơn với những bạn nào cần cho mình là một chiếc điện thoại để sử dụng hàng ngày. Và đó là câu trả lời của mình dành cho bạn Hoàng Nhà Quê. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 2 đến từ một bạn là bạn Sơn Bình Trần. Bạn hỏi mình như sau. Anh Hiếu ơi, cho em hỏi là giữa iPhone 7 Plus lock mới 100% và Galaxy S7S 2 SIM sách tay thì nên mua cái nào? Cái nào sẽ dùng ổn định hơn trong thời gian dài? Cái này mình không cần phải trả lời quá là nhiều đâu. Đương nhiên iPhone 7 Plus rồi, nhưng mà nó là bản lốc nên bạn lưu ý cho mình là sẽ phải dùng SIM ghép và sẽ phải fix lỗi bằng tool thì mới có thể dùng bình thường ở trên Việt Nam. Còn hai chiếc máy này chênh lệch nhau khá là nhiều về giá. 7 lốc, 7 Plus lốc hiện nay mình nhớ là giá của nó phải tầm là 16-17. Thì mình nghĩ rằng là bạn nên lựa chọn chiếc iPhone 7 Plus lock vì hiệu năng của nó vượt trội hơn khá là nhiều so với iPhone 7S. Con chip A10 Fusion đỏ vậy ạ, Exynos 8890 thì nó vẫn khá là vượt trội, RAM lên tới 3GB. Còn RAM ở S7S thì nó 4GB thôi, nhưng mà hai hiệu năng khác nhau. Vậy nên lời khuyên của mình, hãy thử cầm thử chiếc S7S 2 SIM màu Blue Coral và chiếc iPhone 7 Plus lock để xem bạn thích chiếc máy nào hơn. Vì đây đều là hai siêu phẩm cả, nhưng mà mình vẫn đánh giá cao hơn về cái khả năng ổn định lâu dài của iPhone vì đơn giản nó là flagship của năm nay. Vậy nên thời gian mà các bạn có thể dùng chiếc máy này ít nhất phải tầm 3 đến 4 năm nữa. Và câu hỏi tiếp theo sẽ đến cho một bạn có cái tên là bạn Đan Trần Quang Tuấn. Bạn hỏi mình như sau là: em xin chào anh Hiếu Danny, em có dự định là mua một con Samsung Galaxy S7S hàng Mỹ thì anh có thể tư vấn cho em được không ạ? Em nghe nhiều nguồn tin bảo là máy đó pin yếu hơn bình thường, sóng sánh cũng không ổn nên em đang cân nhắc nên lên không vì em đang dùng iPhone 6 Plus. Em cảm ơn. Thì mình cũng phải khẳng định luôn là pin của S7S Mỹ không hề yếu hơn nhiều so với những phiên bản quốc tế vì nó vẫn có dung lượng là 3600 mAh và nó vẫn không phải gánh quá là nhiều những cái thứ hơn so với hàng quốc tế đâu. Những cái app thì bạn hoàn toàn có thể tắt được rất là bình thường, vậy nên thời gian sử dụng pin mình tin rằng nó vẫn tương tự những cái phiên bản quốc tế hay là bán chính hãng ở thị trường Việt Nam. Và về khoản đấy bạn khỏi phải lo nhá. Còn về việc sóng sánh thì mình nghĩ rằng nó sẽ có đôi chút khác biệt, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới cái việc bạn sử dụng sóng sánh. Nó đều căng full các vạch khi bạn ở ngoài đường. Và 3G vẫn có thể sử dụng ở Việt Nam, và đặc biệt S7S nhà mạng Sprint và một số nhà mạng khác vẫn có thể sử dụng 4G ở Việt Nam. Vậy nên cái băn khoăn của bạn về vấn đề này mình nghĩ là không nên có. Và cái thời điểm này mình nghĩ rằng bạn nên nâng cấp từ iPhone 6 Plus lên S7S là hợp lý, vì 6 Plus hiệu năng của nó cũng bắt đầu cho thấy là độ đuối rồi. S7S hiện nay là rất đáng dùng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư đến từ một bạn có cái tên đó chính là bạn Chiến Minh. Bạn nói mình như sau là: chào anh, cho em hỏi là thời điểm tại có nên mua iPhone 6S Plus lock hay không? Với tầm giá này thì có lựa chọn nào tốt? Em đang cần máy cam ổn định, chơi game thỉnh thoảng, chơi game nhẹ nhẹ và cảm ơn anh. Vâng, câu hỏi này quá rõ ràng là mình nghĩ rằng quá là nên lên. Các bạn biết không, ông Tony Phùng mong vừa mua một con 6S Plus lock đấy, giá khá là ngon, tầm khoảng là 10 triệu. Nhưng mà mình nghĩ rằng chiếc máy đó vẫn là rất ngon ở thời điểm này. Với một cấu hình là Apple A9 với RAM 2GB thì iPhone 6 Plus cũng hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn tất cả những cái gì mà các bạn muốn. Chơi game, nghe gọi, nhắn tin, xem phim, làm tất cả mọi thứ đều mượt mà cả. Và ngoài ra thì hiện nay những sản phẩm lock cũng đang có mức giá rất là tốt. Và trong cái dịp cuối năm này mình nghĩ rằng bạn nên tranh thủ để múc ngay được cho mình là một em iPhone 6 Plus lock nhá. Và chúc bạn sẽ có được chiếc điện thoại ưng ý. Câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn có cái tên là bạn Black Pat. Bạn hỏi mình như sau là: chào anh Hiếu, em đâu khoảng từ 5 đến 7 triệu đang băn khoăn giữa chiếc Huawei G5 2017 và chiếc Asus Zenfone 3 5.5 inch. Em chỉ sử dụng trong công việc, nghe gọi xài pin lâu, bền không lag, cấu hình tốt, hy vọng là sẽ được lên ở số 28 và chúc anh
mạnh khỏe, năm mới công việc sẽ ngày càng phát triển hơn. Vâng, rất cảm ơn những cái lời chúc tốt đẹp từ phía bạn Black Bat. Mình sẽ trả lời luôn một câu hỏi của bạn, đó chính là cái thời điểm này nên mua chiếc máy nào giữa Huawei GR5 2017 và chiếc Asus ZenFone 3. Thì câu trả lời hẳn cũng khá là rõ. Theo mình thì bạn nên mua chiếc Huawei GR5 2017. Chiếc máy này thì trên kênh của anh Vật Vờ, mình nhớ là hôm qua hôm kia thì đó cũng đã có một video để test về độ bền. Con này rất là bền luôn, mặt kính cường lực này, phần nắp lưng được làm hoàn toàn là từ kim loại, rất là chắc chắn, cào con này rất là phê và không phải gặp phải những tình trạng như kiểu là xước màn hình. Ông Vật Vờ ông còn ném hẳn con này xuống đất mà còn không vỡ màn hình, cho nên mình nghĩ rằng nếu mà bạn dùng lâu dài thì nên dùng chiếc Huawei GR5 2017. Cấu hình của nó cũng khá là tốt, Kirin 655, RAM 3GB vẫn khá ổn. Còn với Asus ZenFone 3 thì đương nhiên nó vẫn là chiếc smartphone đáng để dùng, rất là nhiều những tùy chọn option khác nhau, nhưng vào cái thời điểm này mình nghĩ rằng bạn nên mua chiếc Huawei thì hơn, vì Asus năm nay họ cũng không thực sự là quá nổi bật với dòng sản phẩm ZenFone 3 của mình, và có thể coi năm nay là cái năm marketing không thực sự quá tốt của Asus. Vậy lời khuyên của mình là nên mua chiếc Huawei GR5 2017. Ok, và câu hỏi cuối cùng sẽ dựa trong góc hỏi đáp số thứ 28 của ngày hôm nay, đến từ một bạn có cái tên là bạn ấy chắc là tên là Bắc Nguyễn hay sao. Bạn hỏi mình như sau: góc hỏi đáp cho mình hỏi, mình có khoảng từ 5 đến 6 triệu, mình đang phân vân giữa chiếc Galaxy On 7. Chương trình tư vấn giúp em là nên thêm vài triệu nữa, là thêm vài em nữa cùng tầm giá, cấu hình mạnh một chút, em cảm ơn. Vâng, bạn đang có tầm khoảng hơn 5 triệu, cho nên là gần 6 triệu. Bạn đang phân vân giữa chiếc Galaxy On 7 đúng không? On 7 thực sự là một chiếc máy mình nghĩ là đáng mua nhất rồi. Con đó có Snap 625, con đó có RAM 3GB và con đó có tất cả cái gì mà Z7 Prime có, ngoại trừ việc là cấu hình của nó mạnh hơn. Vậy thì đừng băn khoăn, Z7 Prime đang bán chạy như thế nào thì bạn đủ thấy hiểu rằng là chiếc máy này có độ sở hữu rất lớn, và Galaxy On 7 nó chính là bản khác của Z7 Prime nhưng nó được sử dụng chip Snapdragon. Vậy nên bạn chơi game, bạn trải nghiệm nó cũng sẽ mượt mà và ổn định hơn rất là nhiều so với con chip Exynos đang có trên chiếc Z7 Prime được bán chính hãng. Và ở cái tầm giá này thì mình có một số đề xuất cho bạn, đó chiếc iPhone 6 lock hoặc là quốc tế, khoảng là gần hơn 5 triệu cho phiên bản lock và gần 6 triệu cho phiên bản quốc tế. Còn đấy là máy cũ rồi, nhưng chắc mình nghĩ rằng bạn không thích máy cũ lắm, vậy nên có thể chuyển hướng sang một số những cái chiếc máy khác cũng đang có cái tầm giá này, đó chính là chiếc Samsung Galaxy A7 2016. Chiếc máy này thì cấu hình không được ngon lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái trải nghiệm về cảm giác cầm nắm cũng như thiết kế rất là nhiều bạn thích. Và ngoài ra thì ở thị trường sách tay cũng có thêm một số cái đại diện khác và điển hình nhất có lẽ đó chính là chiếc Xiaomi Mi 5 Snap 820, RAM 3GB thực sự là bá chủ ở cái thời điểm này. Nhưng mà nếu bạn không thích cái thương hiệu Xiaomi thì lời khuyên của mình là Galaxy On 7 sẽ là lựa chọn tốt nhất ở phần khung mức giá khoảng hơn 5 triệu. Và đó cũng là câu trả lời của mình dành cho câu hỏi của bạn Bắc Nguyễn. Và chúc bạn sẽ tìm được cho mình là một chiếc Galaxy On 7 ưng ý nhất có thể. Nếu bạn không khó khăn quá thì có thể đến click buy, mình sẽ tư vấn cho. Và vừa rồi chúng ta vừa trải qua rất là nhiều những câu hỏi ở trong góc hỏi đáp số thứ 28. Các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay các bạn muốn chúng mình thay đổi gì để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn thì đừng quên để lại ý kiến ở phần comment video và chúng mình sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đến từ các bạn. Còn bây giờ, góc hỏi đáp xin được dừng lại đây. Nếu thấy video này thực sự hay và bổ ích đến với bạn thì đừng quên bấm nút like và share với bạn bè cũng như là subscribe kênh YouTube của chúng mình để chúng mình có thêm động lực để phát triển. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye!